Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin quốc tế trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận xã hội quan tâm để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Kiev thua thảm hại, mất hai thành phố cùng lúc. Chỉ trong một ngày, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hai thành phố cùng lúc là Seredovo và Gonak, sau đó Kurakhovka cũng thất thủ chóng vánh. Lực lượng Ukraine rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Ukraine vỡ trận tại Nam Donetsk. Quân đội Ukraine đã vỡ trận tại Nam Donetsk, trong khi đó lực lượng Moscow chiếm được ngôi làng tiếp theo là Makhnivka. Áp lực cũng được tạo ra theo hướng Kurakhov, nơi họ đang tiến về phía nam Makhnivka. Hầu hết các cuộc đột phá và chiếm giữ địa hình đều diễn ra bên sườn Seredovo. Sau đó, quân đội Nga phát triển về phía nam nhưng cũng tiến vào khu vực phía tây bắc của các cánh đồng. Theo hướng Kupian, lực lượng Moscow thành công trong việc chiếm được ngôi làng Pesochaneve sau nhiều ngày tiến hành đột kích. Báo cáo đáng ngạc nhiên nhất đến từ Vokchan, nơi một video định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đã chiếm được toàn bộ thành trì và có thể tiến xa hơn. Nga đang bắt đầu phản công mạnh hơn theo hướng Kursk. Nga đánh sập hai thành phố cùng lúc ập vào Kurakhov từ nhiều phía. Sự kiện đáng chú ý là việc lực lượng Moscow nhiều lần thực hành thành công chiến thuật bán bao vây tại Donbass, buộc đối phương phải từ bỏ vị trí và tháo chạy nếu không muốn chịu tổn thất nặng nề một cách vô ích. Chiến thắng của Nga dồn dập khi được ghi nhận từ thực địa, đặc biệt chỉ trong một ngày, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hai thành phố cùng lúc là Seledovo và Gonak, và sau đó thành phố Kurakhovka cũng bị đánh sập chóng vánh. Đằng sau những thành công đó là những chiến thuật đã được hình thành, chứng minh hiệu quả rõ ràng và cũng chính là lý do tại sao các công sự của lực lượng Kiev bị đột nhập nhiều lần dẫn tới sụp đổ hàng loạt. Quân đội Ukraine đang trong thời khắc khó khăn nhất xung quanh Kurakhov khi bị đối phương ồ ạt xâm nhập từ mọi phía. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine thừa nhận gần đây áp lực của Nga đối với Kurakhov ngày càng gia tăng với những mũi thọc sâu mới đe dọa hậu cần cho thành phố. Để đạt được điều này, quân đội Nga đã triển khai một lượng lớn nguồn lực, đặc biệt họ đang tích cực tấn công khu vực phía đông Kurakhov qua Malmysi Sanoka, tiến vào vùng ngoại ô phía đông thành phố. Song song với điều này, các nỗ lực đột phá khu vực Ochoki vẫn tiếp tục. Đồng thời, lực lượng Moscow đang tích cực chú ý đến nỗ lực tiếp cận phòng tuyến Ilahika-Bretsky nhằm giành quyền kiểm soát khu vực phía bắc thành phố. Để thực hiện cuộc tấn công này, quân đội Nga đã có một số lựa chọn mà họ đang phát triển đồng thời áp lực từ Kurakhovka, nơi một trận chiến đang diễn ra và thử nghiệm khả năng phòng thủ. Lực lượng Nga đã được triển khai với số lượng khá lớn kể từ sau các trận chiến trên trục Ureko, Sukurino, Gonak và số lượng của họ không hề giảm. Tại một phần khác của mặt trận, nơi xuất hiện mục tiêu lớn hơn của quân đội Nga và là một trong những mục tiêu quan trọng trong cuộc chiến giành các thành phố lớn, nắm quyền kiểm soát hậu cần và dần dần bao vây thành phố. Các nhà phân tích cho hay quân đội Ukraine đang cố gắng ổn định tình hình bằng mọi lực lượng có thể, nhưng cho đến nay điều này vẫn chưa thể thực hiện được. Nếu đối phương tiếp tục đạt được tiến bộ, duy trì tốc độ hiện tại, thì việc tiếp cận đường cao tốc H-15 sắp đến gần. Điều này sẽ có thể chặn tuyến đường hậu cần chính và quan trọng nhất đến thành phố, các nhà phân tích cho hay. Hiện tại, đây là tầm nhìn quy mô lớn về diễn biến của các sự kiện có thể phát triển xung quanh Kurakhov và lực lượng Moscow sẽ không dừng lại. Chỉ có thời gian mới biết tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Tại Kursk, cường độ giao tranh đã giảm nhẹ trong vài ngày qua, nhưng hoạt động tích cực của các đơn vị Moscow vẫn tiếp tục trên mọi khu vực. Tại quận Glukovo, cường độ pháo kích vẫn cao, tình hình cơ bản ổn định trong tuần qua, không có nỗ lực mới nào của Kiev nhằm vượt qua biên giới được ghi nhận. Ở quận Korenevo, giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực Lubimovka và Tonirak. Không có thay đổi nào về cấu hình của tuyến đầu được ghi nhận trong ngày qua, đồng thời một số cuộc phản công của quân đội Ukraine vào các vị trí của Nga đã bị đẩy lùi. Cảnh quay từ quận Sudza đã xác nhận việc quân đội Nga kiểm soát được vùng ngoại ô Porevki. Ở vùng ngoại ô phía nam ngôi làng, một xe bọc thép chở quân của Nga đang khai hỏa vào các vị trí của quân đội Ukraine trong vành đai rừng tiếp giáp với sông Malinovnia. Việc xe bọc thép Nga tác chiến tự tin ngụ ý rằng một phần vành đai rừng trên sườn phía đông cũng đã được lực lượng Moscow kiểm soát, đồng thời không quân chiến thuật Nga tấn công các sở chỉ huy của đối phương.
lực lượng Moscow tiếp tục tập kích một cách có hệ thống vào nhiều vị trí hậu phương quân đội của Ukraine thuộc vùng Sumy. Ngoài ra, UAV Grayson 2 một lần nữa tấn công những cơ sở năng lượng của Ukraine. Ukraine khủng hoảng nghiêm trọng tại Nam Donetsk. Song song với cuộc tấn công theo hướng Pokrov và Donetsk, lực lượng Moscow đang phát triển thành công về phía đông bắc Ulenda, nơi cuộc khủng hoảng chiến thuật quân đội của Ukraine đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vào cuối tháng 10, các đơn vị Nga mở rộng vùng kiểm soát lân cận Bohoyalenka. Về phía đông, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn Novoynaika. Việc chiếm giữ ngôi làng đã được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận và cảnh quay về lực lượng đặc nhiệm của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 40 đang kéo cờ trên tòa nhà trường học địa phương cũng chứng minh điều này. Đồng thời, có vẻ như trong những ngày tới, những nỗ lực chính của lực lượng Moscow tại khu vực này sẽ nhằm mục đích xóa bỏ nồi hầm giữa Novoyreka và Bohoyalenka được hình thành sau khi hạ gục các khu định cư. Xa hơn một chút về phía đông, quân đội Nga chiếm 3 khu vực định cư cùng lúc. Việc dọn sạch tàn quân Ukraine đang được tiến hành. Đối với Katerivnica, cho đến nay vẫn chưa có cảnh quay kiểm soát khách quan nào trong mạng lưới có thể xác nhận việc khu định cư đã thất thủ hoàn toàn. Lực lượng Moscow đang tự tin giữ được ít nhất 2/3 ngôi làng, trong khi quân đội Ukraine vẫn trấn thủ vùng ngoại ô phía Tây. Trong khi đó, tại Antonivka, quân đội Nga đã hội quân trong vùng ngoại ô phía Đông. Tại đó, các nhóm xung kích của họ đã chiếm giữ các vị trí của đối phương, bắt giữ một số tù binh. Séc đã cho phép 60 công nhân nước này gia nhập quân đội Ukraine. Thư ký báo chí của Tổng thống Cộng hòa Séc Peter Pavel cho biết hiện tại 60 công dân Séc đã có giấy phép chính thức từ Praha để gia nhập hàng ngũ lực lượng Kiev. Ông cũng lưu ý rằng Tổng thống Peter Pavel cho đến nay đã chấp thuận 60 đơn của công dân Séc yêu cầu được phép bảo vệ Ukraine trong hàng ngũ lực lượng Kiev. Tổng cộng đã có 181 lá đơn như vậy. Công dân Séc bị cấm gia nhập quân đội nước ngoài nếu không có sự cho phép của Tổng thống nước này và phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đối với những người đã làm như vậy, có tùy chọn xin phép có hiệu lực hồi tố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Mariana Khorova đã trả lời bằng bình luận rằng Tổng thống Séc rõ ràng là không cần những công dân mà ông đã đồng ý để làm tình nguyện viên cho Ukraine. Nga triển khai vũ khí mới trong cuộc đua UAV với Ukraine. Trong gần 3 năm xung đột, Nga được cho là đã sử dụng UAV Shahed do Iran chế tạo, hay còn gọi là máy bay không người lái sát thủ, để tấn công vào hạ tầng của Ukraine, bao gồm các cơ sở năng lượng. Mới đây, nhóm nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Khoa học Kiev đã phân tích xác UAV của Nga và cho biết chúng có thể được bổ sung thiết bị. Họ đã phát hiện ra rằng các UAV được trang bị đầu đạn nhiệt áp gây ra các vụ nổ có mức độ sát thương cao hơn. Chúng cũng được trang bị các thiết bị định vị, Kometa của Nga và bảng điều khiển của nước ngoài. Tình trạng thiếu đạn dược gần đây buộc lực lượng Kiev chuyển sang sử dụng đầu đạn nhiệt áp trên UAV để tấn công quân đội Nga trong Bukhi, chiến hào và các tòa nhà. Moscow dường như đã sử dụng đầu đạn tương tự để tấn công Ukraine vào 6 tháng trước. Các quan chức Ukraine cho biết số UAV mà Nga triển khai hiện vượt quá số liệu mà phía Anh thống kê hồi tháng 9. Hơn 2.000 UAV đã được nhắm vào nhiều địa điểm trên khắp Ukraine. Ngày 29 tháng 10, ít nhất 6 người bị thương sau khi Nga tập kích UAV vào thủ đô Kiev của Ukraine. Trong khi đó, các vũ khí khác của Nga tiếp tục tấn công những thành phố ở Ukraine. Các cuộc không kích đã làm hư hại 20 tòa nhà dân cư, hệ thống sưởi ấm và cấp nước cùng 19 phương tiện giao thông. Ukraine mất nhiều lãnh thổ nhất trong năm. Ước tính trong tuần qua, Nga đã kiểm soát khoảng 2.000 km lãnh thổ ở Ukraine, đánh dấu bước tiến nhanh nhất kể từ đầu năm nay. Trong khi đó, theo tình báo Estonia, Nga kiểm soát khoảng 150 km vuông lãnh thổ Donetsk, miền đông Ukraine trong tuần qua. Quân đội Nga được cho là đã kiểm soát thị trấn Zelidovo. Mục tiêu tiếp theo của Nga là các thị trấn Pokrov và Kurakhov, những trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine. Những tháng gần đây, lực lượng Nga có tốc độ tiến công mạnh ở miền đông Ukraine có thể nói là nhanh nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào đầu năm 2022. Theo thống kê, kể từ ngày 6 tháng 8, thời điểm Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga, Moscow đã kiểm soát gần 1.200 km vuông lãnh thổ Ukraine, hơn 1/4 tổng lãnh thổ mà Nga giành được kể từ đầu năm.
Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận trong cuộc gặp với phái đoàn quân sự Séc rằng Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của quân đội Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 1 tháng 11 cho hay Moscow đã tiến hành 2023 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev trong tháng 10, trong đó hầu hết các thiết bị này đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa. Kể từ đầu năm, Nga thực hiện tổng cộng gần 7.000 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, chủ yếu nhắm đến các hạ tầng quan trọng của Ukraine. Riêng trong tháng 9, Nga đã phóng 1.339 máy bay không người lái tự sát loại Shahed vào Ukraine. Một số chuyên gia cảnh báo các cuộc tập kích máy bay không người lái quy mô lớn này của Nga có thể để chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn nhiều. Đã khá lâu rồi, chúng tôi mới chứng kiến một cuộc tấn công quy mô lớn. Điều này đáng lo ngại, một phần có thể liên quan đến thực tế là Nga đang tăng cường không chỉ một đến hai cuộc tấn công hàng loạt, mà có lẽ nhiều cuộc với mục tiêu làm sụp đổ hoàn toàn lưới điện của Ukraine trong một khoảng thời gian ngắn. Fabian Hopman, chuyên gia quốc phòng và nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oslo ở Na Uy cho biết, Ukraine cần tăng cường phòng không để bảo vệ người dân khỏi làn sóng tập kích của Nga, Bộ Quốc phòng Ukraine viết trên X. Google làm lộ bí mật quân sự của Ukraine. Andriyko Valenko, lãnh đạo Trung tâm chống thông tin sai lệch tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cho biết, sau khi Google Maps cập nhật dữ liệu, nhiều hình ảnh về các cơ sở quốc phòng của Ukraine đã xuất hiện trên bản đồ. Quan chức trên cho hay Google đã đồng ý sẽ gỡ bỏ những hình ảnh này sau khi phải đối diện với những phản ứng dữ dội từ công chúng của Ukraine. Ông Kovalenko nói, chúng tôi đã yêu cầu họ sửa nhanh nhưng họ không làm việc vào cuối tuần, trong khi đó người Nga đã tích cực phát tán những hình ảnh này. Theo ông Kovalenko, Google cho biết họ đang tìm cách xử lý tình hình để ngăn bí mật quân sự của Ukraine tiếp tục bị lộ ra. Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ thảo luận về cách giải quyết nhanh chóng những vấn đề tương tự. Vị trí đặt hệ thống phòng không là thông tin rất nhạy cảm đối với Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của phía Kiev trong thời gian qua. Nga thậm chí đã thực hiện chiến thuật tấn công UAV bằng bầy đàn theo đợt để khiến Ukraine bị lộ vị trí mà họ đặt hệ thống phòng thủ. Hiện chưa rõ những thông tin mà Ukraine bị lộ qua Google Maps, bao gồm những gì và Nga đã khai thác được gì hay chưa. Nếu Nga có thể nắm được các thông tin tình báo này, đây sẽ là điều bất lợi cho Ukraine vì Moscow có thể thực hiện các đòn tấn công chính xác để phá hủy năng lực phòng thủ của đối phương, nhất là trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với một mùa đông đầy thách thức trước mắt khi cơ sở hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng. Trên chiến trường, yếu tố quyết định thành bại của một cuộc chiến không chỉ gói gọn trong việc triển khai các hệ thống vũ khí uy lực và hiệu quả, mà câu hỏi đặt ra là các vũ khí này sẽ được sử dụng như thế nào. Để vạch ra chiến thuật, các nhà lãnh đạo quân sự cần phải có một yếu tố quan trọng không kém vũ khí, đó chính là thông tin. Giữa mưa bom, bão đạn, phía nắm được nhiều thông tin chính xác có thể đưa ra những quyết định đột phá và xoay chuyển cục diện chiến sự. Đó chính là lý do vì sao cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine trong gần 3 năm qua đã chứng kiến việc hai bên tận dụng các nguồn lực về tình báo chiến trường để gây ra những thiệt hại cho đối phương. Nếu Nga có vệ tinh của riêng họ, Ukraine cũng tận dụng hình ảnh chụp từ hệ thống vệ tinh thương mại để theo dõi xe tăng và đường di chuyển của lực lượng Moscow. Hiện thế giới có hàng trăm vệ tinh thương mại trong quỹ đạo góp phần tạo nên sự bùng nổ của hình ảnh vệ tinh. Một số công ty vệ tinh thương mại tiết lộ họ đã chuyển dữ liệu cho Mỹ và đồng minh và trực tiếp cho Ukraine để giúp Kiev đối phó với chiến dịch của Nga.